Chúng ta thấy thiên nhiên hoang dã không? Mới sáng sớm mà ầm ĩ cả góc phố này. Những chú vẹt xám đang ở trên đường này. May mà không có tô qua này. Dẫn tiếng kêu kinh khủng của cockatoo. Rất ầm ĩ. Cảm đàn chim trên phố. Sáng nào cũng thế đấy. Nước Úc là trong nước mà nhiều chim nhất trên thế giới. Chết rồi, một chiếc xe sắp đi qua. Dây điện chúng ta thấy có hai con cockatoo màu trắng muốt, mồm to. Và hai chú vẹt xám này. Chúng rất thích đỗ trên dây điện. Các cò tù và các chú vẹt xám. Còn chiếc máy bay này. Máy bay suốt ngày.